giờ nó chạy lâu rồi nó mỏng lại. Được bự được chút nữa. Rồi hôm nay mình sẽ quay trở lại với con AS135 này các bạn. Lâu quá rồi cũng không quay lại. Giờ cũng đầu giờ chiều các bạn. Anh đầu anh múc các bạn. Trên đây xong xong lại xong cái sáng các bạn. Xong giữa xong rồi đưa vô này lâu lắm lấy ra tới đó là xa lắm lâu. Đúng rồi, đúng gà tới giữa sông lấy cho chú ơi nha. Lấy khác bên nó chứ giờ nó cắm từ lửa càng dài cắm mút sáng nhà hả? Dạ sáng bán ngày. Bán tài xế không ai vô củ sáu ra vô củ sáu ra cái này chứ bằng trồng khít khít cây là hết lỡ luôn á. Lớn mà không đốt lặt gió lúng. Tại vì kiểu như mình trồng nếu mà trồng được phải trồng ở dưới đáy á. Ừ. Còn mà trồng kiểu như mình trồng theo cái bí bờ kè đó rồi.
nhiêu gạo đâu đẩy mẹ rồi. Đến dưng luôn ha. Ừ. Thôi rồi. Đi học. Rồi. Đấy. Quá. Bất. Giọng cho nó. Đây nè. Này như nó một bụng này nó đâu có ghé đâu. Đặc trưng là nó nằm ở ngoài cái con xã đó. Mà bỏ chữ như bỏ chụp ở đây á. Quá. Trời. Tích. Chọc qua tới bên vô trong chỗ cái miếng gom đó luôn. Bắt nó phải giữ à. Giờ rửa xong luôn các bạn. Đất quá tốt luôn đó. Vô.
rồi mình xin kết thúc video nha các bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo nha.